trong phim Đặc Công Hoàng Phi Sử Kể Chuyện tập 31 và 32, khoảng thời gian 3 năm cấm túc tại Oanh Ca Uyển của Yến Tuần trôi qua nhanh như một cơn gió. Sở Kiều Yến Tuần, thay vì ngồi chờ Hoàng đế Đại Ngụy tha mạng một cách bị động, họ tính kế phản công. Với kế hoạch ly gián nội bộ, một mũi tên trúng tam đại môn phiệt Vũ Văn, Ngụy Triệu. Sở Kiều và Vũ Cô Nương đã đột nhập Hoàng Lăng để lấy trộm bảo vật, khiến cả ba đại môn phiệt không tránh khỏi liên lụy. Điều bất ngờ xảy ra ở đây, Sở Kiều có màn giao đấu với một cao thủ giấu mặt mà nàng không thể ngờ đó chính là Vũ Văn Nguyệt. Còn Nguyệt Công Tử sau cuộc đấu kiếm quyết liệt đã vui mừng nhận ra khi thấy được Tàn Hồng Kiếm và biết Sở Kiều vẫn còn sống. Công bố Liễu Sơn Liễu Đại Nhân đã bị cách chức, 几名 kiến trúc商 nhân cũng bị hạ lệnh tha tù, 关 tại Trường An phủ, do Vũ Văn Nguyệt người chính thức kiểm soát. 2 tập 33-34 phim Đặc Công Hoàng Phi Sử Kiểu Chuyện mang đến những tình tiết hấp dẫn, được lên sóng vào ngày 3 tháng 7. Yến Tuân cùng Vũ Văn Nguyệt có cuộc trò chuyện riêng tư. Yến Tuân giờ không coi Vũ Văn Nguyệt là bạn. Thế tử Yến Bắc cho rằng Vũ Văn Nguyệt chỉ giả nhân giả nghĩa như Triệu Tây Phong và Vũ Văn Hoài. Vũ Văn Nguyệt vẫn không có một lời giải thích. Chàng chỉ hỏi 3 năm qua Yến Tuân sống như thế nào và có phải Tinh Nghi vẫn ở bên cạnh Yến Tuân hay không. Cũng trong 2 tập phim, tối ngày 4 tháng 7, Sở Kiều có hành động đắc tội với một nhân vật mới xuất hiện là Quận Chúa. Quận Chúa tới đòi xử Sở Kiều, nhưng Yến Tuân nói dù cho ngày hôm nay là bệ hạ giá lâm thì cũng không giao Sở Kiều cho bất kỳ ai. Trong yến tiệc, Vũ Văn Hoài và Triệu Tây Phong nghĩ ra trò thi thố làm khó Sở Kiều. Đó là bắn tên cùng công chúa, nhưng may mắn Sở Kiều thắng cuộc trước ánh mắt đầy tự hào của Vũ Văn Nguyệt. Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Nguyệt gặp lại Sở Kiều sau 3 năm xa cách, mà khoảng thời gian đó Vũ Văn Nguyệt đau khổ, u sầu vì nghĩ Tình Nhi đã chết. Lần tái ngộ này được các fan của cặp đôi Kiều Nguyệt vô cùng mong đợi. Theo dõi diễn biến, những tập gần đây của bộ phim Sử Kiều Chuyện, khán giả có thể thấy Sử Kiều không còn là một đối tượng được Yến Tuân và Vũ Văn Nguyệt tương tư nữa, mà thêm vào đó có rất nhiều người để mắt, chẳng hạn như Hoàng tử Nguyên Tung và sắp tới là Hoàng tử Tương Vương. Không chỉ cuộc tranh giành lãnh thổ vô cùng khốc liệt, mà cuộc chiến chiếm trái tim người đẹp Sử Kiều cũng đang ở hồi gay cấn. 2 tập 35 và 36 phim Đặc Công Hoàng Phi Sử Kiều Chuyện hứa hẹn những tình tiết hấp dẫn sẽ được tiếp tục lên sóng vào tối ngày 4 tháng 7. Tôi là Yến Tuân, phụ soái, nhân viên điều động, phân phối, an bài, vẫn là công việc phân nội. Phân nội là gì? Bạn sẽ không thật sự thích hắn đâu. Trước đó có thông tin từ tháng 7, lịch chiếu phim Sử Kiều Chuyện sẽ có sự thay đổi. Cụ thể là vẫn chiếu 2 tập mỗi tối, nhưng chỉ 3 tối thứ hai, thứ tư trong tuần. Tuy nhiên, cập nhật mới nhất của truyền thông thì lịch chiếu sau đó đã được giữ nguyên.